chào tất cả các bạn nhé. Cô Hồng rất là vui khi gặp lại chúng mình trong dự án Đọc Sách Cùng Con. Và trước khi cô Hồng giới thiệu với chúng mình một câu chuyện thì cô Hồng muốn hỏi chúng mình một câu, đó là có ai sợ điều gì không? Có đúng không? Cô Hồng còn có mà. Tuy nhiên là chúng mình phải làm thế nào để vượt qua nỗi sợ, trở nên can đảm. Vậy thì chúng mình cùng tham khảo một cách của bạn nhỏ nhé. Và hãy gặp bạn ấy trong câu chuyện Đập Tàn Nỗi Sợ mà cô Hồng sẽ giới thiệu với chúng mình trong ngày hôm nay. Câu chuyện Đập Tàn Nỗi Sợ xin được phép bắt đầu. Tớ sợ rất nhiều thứ và tớ không biết tất cả những nỗi sợ hãi đó đến từ đâu, bắt đầu như thế nào. Tớ sợ sét và tiếng sấm đi đùng inh tai. Mỗi khi gặp người lạ, tớ thường rụt re, núp sau lưng mẹ. Tớ rất sợ ngủ một mình trong đêm tối, tớ trốn tịt dưới chăn khi mẹ tắt đèn. Còn nhớ đêm trước, hôm đến lớp học bơi, tớ gần như không tài nào chợp mắt nổi. Nghĩ đến bể bơi nước sâu, tớ sợ ơi là sợ. Khi tớ kể về nỗi sợ của mình với bà nhẹ nhàng động viên tớ. Có gì đâu mà sợ hả chàng trai bé nhỏ của bà. Còn hãy cố gắng đuổi nỗi sợ bay đi thật xa nhé. Nhưng bạn hoàn toàn có thể sợ một người lạ, nhất là khi bạn ở một mình. Nỗi sợ đó là cần thiết, bởi khi ấy, nỗi sợ có thể giúp bạn tự bảo vệ mình an toàn khi không có ai ở bên. Điều quan trọng là trước khi sợ hãi điều gì đó, bạn cần tìm hiểu cho thật rõ nỗi sợ của bạn có thật không? Trước đây đã từng có ai làm bạn khiếp đảm ư? Chúc các bạn can đảm nhé! Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện nhé! Phía cuối trang sách có một số từ vựng mới. Giống như những lần khác, bố mẹ vui lòng đọc thật chậm những từ vựng mới này và có thể giải thích để các bạn hiểu rõ hơn từ vựng này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.